Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác trở lại với kênh YouTube Thành Nhật Công Trường. Hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả các bác một loại nồi cơm. Thì hôm nay rất là nhiều các mã lồi và với mức giá khác nhau rất là hấp dẫn. Thì các bác đang xem kênh thì hãy cho một like cũng như một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất của em nha. Thì hôm nay cậu sẽ video ngày hôm nay sẽ có một mã duy nhất. Đó, mã này nó là mã nồi 1.8, còn đâu tất cả còn lại là nồi 1 lít. Thì hàng này em bán là toàn bộ là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện 100V. Các bác muốn sử dụng được những cái mặt hàng này thì phải sử dụng qua cái biến áp đổi nguồn này nhé. Cái biến áp đổi nguồn này nó là công suất 2kVA, hiện tại bây giờ em đang bán với giá đó là 550.000 nhé. Đấy, vỏ hộp kim loại rất là chắc chắn. Và cái bộ này thì nó sử dụng nó sẽ công suất nó sẽ ra nó được khoảng tầm 1.700W dành cho tất cả các thiết bị nội địa Nhật nha các bác nhé. Rồi, ok. Và giới thiệu đến tất cả các bác một sản phẩm nữa, đó là cái mạch chống cắm nhầm điện này. Cái mạch này hiện tại bây giờ bên em đang bán với giá nó là 120.000 và sẽ hỗ trợ lắp đặt cho các bác mà mua sản phẩm bên em các nắp cho các nồi cơm nhé. Nếu các bác nào mua nồi cơm bên em thì em sẽ hỗ trợ lắp đặt đó. Còn cái bộ này em đang bán 120.000. Cái mạch này thì cái nhiệm vụ của nó là khi các bác mà không may cắm nhầm điện thì nó sẽ báo còi không đóng số le, không cấp nguồn cho lồi hoạt động, và các bác cắm đúng điện thì nó sẽ cấp nguồn cho lồi hoạt động nhé. Đó là một cái tính năng nó rất là hữu ích. Thực ra nói thêm 120.000 mà các bác sẽ giảm bớt được hầu như là 100% về cái vấn đề cắm nhầm điện. Rồi, ok. Mã đầu tiên lên cho các bác đó là một chiếc lồi VIP của Panasonic 1.8. Con này là màn hình LED này, có giọng nói này, có Ecolavi, có cái lối điện thoại Absolute 2B. Cái dòng Absolute 2B này thì nó sẽ nằm ở trên đời 13 và 14, chỉ duy nhất hai đời đó thôi, tại vì nó mua lại cái bản quyền của Tiger. Đó, viền inox này. Đây, Absolute 2B nhé, lồi rất là nặng. Đây, Absolute 2B đây. Con lồi này cực kỳ là nặng luôn đấy. Trọng lượng của nó khoảng tầm gần chục cân. Ở cốc lớp bù ẩm đây ạ. Con này 1.8 nhé. Xoong con này thì nói chung nó có một vài chấm rất là nhỏ thôi, không đáng kể các bạn. Xoong đẹp nhé. Bao chín cơm. Đó, bao xì hơi cho các bác. Thì cái lồi này mã số 1 em sẽ bán cho các bác với giá đó là 3.800.000 đồng, một cái giá cực kỳ là ưu đãi. Bình thường những cái lồi này em thường em bán khoảng tầm 4.500.000, 4.600.000. Nay thì cái lồi này nói chung là xoong của nó tương đối thì sẽ để cho các bác với giá đó. Có chế độ cơm cháy, mọi chức năng hoạt động tốt. Mã số 1 giá 3.800.000. Ui giời. Mã số 2 lên cho các bác một chiếc Zoyoshi. Chiếc nồi này là có chế độ tách đường các bác nhé, đời 2016, đời 2016. Con này rất là đẹp đấy ạ. Song Panatelum. Đó, riêng đời này thì nó là Song Panatelum mà. Đây Absolute Bin. Cái này em mới test xong nhé, bao xì hơi cho các bác ạ. Đó, em lại phải test 2-3 lần này. Đây giòn rất là xanh và mới, siêu mới luôn, giòn con này siêu mới. Các bác hãy đóng mặt. Đó, mặt này là inox nhé. Và khi mình cài để làm này. Đó. Và mình đóng lên là xong. Nồi này nồi 1 lít các bác nhá, nồi 1 lít nấu được 1 cân gạo cho gia đình từ tầm 3-5 người ăn. Và có chế độ tách đường. Đó, xoong của nó rất là đẹp, xoong Panatelum này. Xoong quá là đẹp luôn đấy. Có chế độ cơm cháy đây. Nó có một cái nút riêng này là chọn các chế độ là tách đường. Tách nhiều, tách ít, tách vừa. Đó. Đó, dòng này áp suất rất là cao. Hâm cơm bên này nhé. Rồi, ok, mã số 2. Mã số 2 trước này em bán cho các bác với giá đó là 3 triệu nhé. 3 triệu này. Rồi tiếp tục mã số 4 này. À mã số 3. Mã số 3. Mã số 3 này lên cho bác một chiếc Toshiba đèn. Mã số 3 lên cho bác một chiếc Toshiba đèn nhá. Rồi chiếc này lồi 1 lít. Đó, vỏ xung quanh rất là đẹp. Chiếc này nó không hẳn là màu đen đâu ạ.
Đó, con này thì cái rìa này nó hơi bị rôm một chút thôi. Đó, cái phần mặt meca này nhưng không ảnh hưởng gì nhé. Em đã test ok này. Đó, bao xì hơi, bao chín cơm. Đây, xuất bì các bạn nhìn. Đây nó có một cái nắp này. Giòn nó quá là mới luôn các bạn này. Giòn quá là mới. Rồi ok. Son con này có một vài vết xước nhỏ nhỏ nhé, không đáng kể quá, vết xước còn mui thôi. Đó, son rất là đẹp. Con này thì nó có phần đáy cao đấy. Dòng này nó là dòng cổ mà. Có lấu, đâu có màn hình nét này các bạn này. Có lỗ cơm cháy này. Đó, các bác nhìn này. Một đèn hút chân không nhá. Và có một cái giải đèn này. Khi bắt đầu lố lóng thì cái giải đèn này thì bắt đầu sẽ chuyển sang màu đỏ. Còn khi đang hút nó là giải đèn màu xanh này. Con này rất là đẹp đấy. Đó, màn hình đổi màu. Con này là lúc này đang là màu xanh nhá. Màn hình nét này. Tắt đi nó sang là màu trắng này. Con này rất là đẹp, mặt rất là đẹp. Đó, nó chỉ một cái điểm trừ ở đây thôi. Rồi ok, con này nó không đáng kể đâu các bạn. Con này mã số 3 này. Mã số 3 bán giá 1 triệu 8 nhé, 1.800.000 đồng. Đó, cao tần áp suất. Giòn nó quá đẹp luôn đấy. Rồi tiếp tục lên cho các bác một vài mã lùi khác nhé. Panasonic này. Mã số 4 này, Panasonic vuông. Đó, ngoại hình ok. Không cấn mót gì. Mặt trên một vài vết xước nhỏ nhỏ không đáng kể. Sản xuất 2013, Panasonic vuông. Bác nào thích một cái kiểu dáng mẫu mã mô hình vuông nhỏ gọn. Đây, chiếc này màu trắng này. Giòn con này thì quá đẹp rồi. Giòn con này thì không có một điểm trừ gì đâu đối với giòn con này. Các bác thông cảm nhé. Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên là có khả năng em nói sẽ không được to như mọi ngày. Đó. Giòn đẹp, son đẹp. Con này Panasonic giá cũng rất là hợp lý rồi. Bác nào cần xem lại thì hãy kết bạn Zalo với em nhé. Hoặc gọi trực tiếp với em để chốt hàng qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em là Kim Thành Hải Dương. Rồi, mã số 4 em bán giá 900.000 nhá. Vẫn tặng cho các bác một chiếc mui. Mã số 5. Mã số 5 lên cho các bác đó là một chiếc Zoryoshi. Đó, màu bản nhạc quen thuộc. Con này ngoại hình không bị cấn móc, rất là ok. Mã số 5 này. Đó, âm cơm này. Đó, giòn rất là đẹp nhé các bác nhé. Giòn rất là đẹp. Một chiếc lồi cao tần của Zoryoshi. Đó, son đẹp này. Sản xuất 2018. Ở chiếc này em bán cho các bác với giá đó là 1 triệu đồng nhé. 1 triệu. Bác nào chuyển khoản hết em bao ship hoặc là ship code có cọc nha, các bác cọc cho em ít nhất 100.000 thì nó sẽ tùy vào từng nồi. Đối với như nồi trước nồi đi 8 kia thì các bác phải cọc cho em tầm 300 tại vì nó phải nặng khoảng tầm gần chục cân rồi. Đó, còn nếu mà đối với những nồi mà cao tần như này thì các bác cọc giúp em 100.000 nhé. Đến nơi các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán cộng với phí vận chuyển. Tiếp tục mã số 6 ạ. Mã số 6 là một chiếc Panasonic vuông màu đen. Mã số 5 lúc nãy là màu trắng thì chiếc này màu đen nhé. Con này thì quá đẹp rồi. Đó, giòn của nó thì rất là đẹp luôn đấy. Toàn bộ hàng tuyển chọn nhé. Giá thì rất là bình dân đấy các bạn. Đó, các bạn nhìn cái son, chất son nó như thế này mà. Tuyệt vời. Không còn gì phải để suy nghĩ nhé. Đối với những chiếc lồi như này nữa. Mã số 6 này, mã số 6 em bán giá 1.1 triệu nhá. Đó, hàng trước khi gửi cho các bác thì các bác yên tâm một điều rằng em sẽ dán toàn bộ các phím chức năng trên đây cho các bác sử dụng nhá. Còn đâu về cách sử dụng thì ở trên trong kênh của em là đều có video hướng dẫn cụ thể rồi. Rồi tiếp tục lên cho các bác một chiếc Palavip màu đỏ. Chiếc này đời 2015. Con này là áp suất điện tử nhá, có cốc lốp bù ẩm, có eco lavi. Đó, con này màn hình nét luôn đấy. Con này rất là vip. Đó, màn hình nét nhá.
có giọng nói các bạn. Con này thì các chế độ nó cực kỳ là nhiều luôn. Đó. Con này thì rất là nhiều chế độ khác nhau. Đây, cấp lúc bổ ấm này, áp suất điện tử này, tiếp ok các bạn nhé. Đó, do con này thì nó hơi ngắm một chút thôi, hơi ngắm một chút thôi, không đáng kể. Đó, do vẫn rất là mềm. Thì con này như là trước em có lên một cái video riêng hai trước là giá em bán nó là 3,7 triệu đấy. Thì con này thì son là có chấm các bạn nhé, son vài chấm nhỏ đâu, không đáng kể đâu, rất là bé, vài chấm li ti. Rồi, con này sẽ để cho các bạn một cái giá này siêu hợp lý luôn. À, chiếc này là mã số 8, à, mã số 7, mã số 7 này, mã số 7 em sẽ để cho các bác với giá đó là 2,6 triệu đồng nhá, nhưng một cái giá thanh lý thôi, em thanh lý nhanh, đấy, bán cho các bác, cũng như là để cho các bác mà trải nghiệm một cái nồi cao cấp của hàng Panasonic với một cái giá bình dân, đấy. Chứ mà thực tế cái nồi này nó rất là đắt, không hề rẻ đâu, ngoại hình đẹp các bác, chiếc này ngoại hình đẹp. Rồi tiếp tục lên cho các bác siêu phẩm. À, mã số 8 này. Mã số 8 nha, mã số 8 của siêu phẩm. Con này thì hôm em định mua lên một video riêng nhưng mà do hàng nó về thời gian nó bận quá nên là không kịp. Sẽ lên cho các bác một cái video riêng này. À, hôm nay lên luôn. Thì trước này là Toshiba có tần áp suất 1 lít. Đó. À, 1 lít thì chiếc này là mặt của da nó dạng phay xước nhá. Xung quanh màu trắng, con này cực kỳ là đẹp luôn. Con này nó khoảng tầm mới khoảng tầm 98% về ngoại hình. Rồi tiếp tục. Ui giời, một cái viền inox cực kỳ là bóng. Xong nào, son thì rất là đẹp. Son này cực kỳ là đẹp luôn đấy. Son rất là đẹp nha các bạn nhé. Son này quá đẹp luôn đấy. Đây các bạn nhìn, son đẹp nhé. Áp suất bi này, hút chân không này, lướt giòn của nó thì không thể chê một điểm nào. Các bạn nhìn cái giòn, em chưa gặp cái lồi làm cái giòn nó còn mới như giòn này, đó, siêu mới luôn. Rồi giá này chắc bác một cái giá rất hợp lý, đời 2017 nhé. À bác nào nhanh tay chốt đẹp chiếc này nhá. Đó, cao tần áp suất hút chân không, đó, thì các bác sẽ thấy khi nào mà nó cái đèn nó không còn nháy nữa. Thì tức là cái quá trình hút chân không nó đã kết thúc. Men lui đây này. Có lấu cơm cháy đầy đủ nhé. Rồi mã số 8, chiếc này em bán giá 3 triệu nhé. Giá 3 triệu, con này quá là đẹp luôn đấy. Đây là quên lên cho bác một chiếc lồi áp suất. À, cái lồi áp suất này là hãng của hãng Tefal này. Hàng này hàng xuất cho thị trường nội địa Nhật. Thì hãng Tefal là của Pháp. Đây, con này thì mở rất là thông minh. Đó, do bên trong. Người lồi 6 lít nhé, em một chiếc 6 lít này. Bán cho các bác với giá nó là 2 triệu. Lồi 6 lít nhé. Đó. Đây, đáy đúc. À, toàn bộ là đúc liền nhé. Nguyên khối luôn. Bằng inox, các bác có thể đun bếp từ bếp ga, hồng ngoại đều được. Con này đóng mở rất là tiện ở cái chỗ là các bác chỉ cần ấn cái này nó vào này, đó, đóng mở áp suất này, bấm này là ra này. Rồi chiếc nồi 6 lít này em bán ra 2 triệu nhé, 2 triệu. Nồi áp suất đun bếp ga bếp từ hồng ngoại đều được. Rồi tiếp tục một vài mã nồi rẻ rẻ để cho các bác trải nghiệm nhé. Chốt về ngoại hình của nó đều đẹp. Son của nó thì nói chung nó có sẽ có một vài vết xước nho nhỏ, sẽ một cái giá gọi trải nghiệm cho các bác. Chiếc này là đời 2013 của Panavan dài phun xương bùa ẩm, đó, phun xương bùa ẩm nhé. Cái này cái lắp đây, em sẽ lấy tạm cái lắp này, sẽ có đầy đủ cái lắp này là việc là nó sẽ bên trong nó có một cái cục lắp châm, nó sẽ báo lỗi U15 nếu các bác mà lắp hơi hoặc là mình vệ sinh mình làm rơi cái này không lắp cẩn thận nó sẽ báo lỗi nhé. Rồi đó, giòn ok các bác nhé, giòn ok, Panavan dài phun xương bùa, đó, giòn trong cũng rất là đẹp.
chức năng test rồi. Đó, xoay qua này thì nó có một vài vết xước ở tương đối thôi. Thì em sẽ bán cho các bác với giá là nó rất là hợp lý đâu. Các bạn chế độ lấu nhé. Tắt này, hâm cơm này. Đây là mã số 9 này. Mã số 9 nhé. Mã số 9 này. Mã số 9 sẽ bán cho các bác với giá là 550.000 nhé. Đó, em sẽ lắp cho cái này các bác vào sau. Hiện tại bây giờ sẽ nó đang ở trong kho. Paravan dài mã số 9 550.000. Rodeo C tiếp tục mã số 10. Mã số 10 là một chiếc Rodeo C cao tần. Đó, son đẹp. Rodeo C toàn bộ là son đẹp. Đó. Son cực kỳ là tuyệt vời luôn. Lồ 1 lít các bác nhá, lồ 1 lít lấu được 1 cân gạo cho gia đình tầm 3-5 người ăn. Đấy, 3-5 người ăn thoải mái luôn nhé. Nhiều bác, nhiều gia đình nấu khoảng tầm 3 bơ gạo nhưng mà cứ muốn lấy một lồi lít 8 nhưng thực tế là lồi 1 lít đã là rất là đủ rồi. Mọi chức năng hoạt động rất là tốt nhé. Rồi mã số 10. Mã số 10 chiếc Zoriusi cao tần này em bán cho các bác với giá nó là 950.000 nhé. Mã số 10 950.000. Mã số 11 là một chiếc Palasolic vuông. Đó, chiếc này rất là đẹp các bác đấy. Ngoại hình cực kỳ là xinh. Rất là nhỏ, nhỏ gọn. Em cảm nhận rằng là cái dòng Panasonic vuông này ấy, này em thấy là rất nhiều bác khách này ưa chuộng. Tại vì cái màu sắc của nó cũng rất là đẹp. Và cái kiểu dáng ngoại hình cũng rất là bắt mắt. Chứ không kém gì so với những chiếc dòng khác. Nồi cao tần nhá, 1 lít. Đó, giòn rất là đẹp. Vùng inox bóng loáng luôn đấy. Cả bên trong vậy. Xoang đẹp nhá, lòng rất là đẹp luôn đấy. Lòng con này thì rất là dày, bên ngoài bọc đồng. Hôm nay nó khoảng tầm 30 lồng, em sẽ cố gắng đi nhanh một chút cho các bác. Còn đồ hàng tất cả là em bao chín cơm, toàn bộ bao chín cơm cho vòng một tuần cho các bác. Cơm sống sượng em đổi. Còn với những lồi mà khoảng tầm 3 triệu thì em sẽ bảo hành cho bác trong vòng một tháng. Đối với lồi khoảng tầm 3 triệu nhé. Mã này là mã 11. Mã 11 trước này em bán giá là 850.000 nhé. Mã 12. Mã 12 đó là một chiếc Zorio C cao tần áp suất. Đó, con này mặt rất là đẹp. Mặt siêu đẹp luôn đấy ạ. Sườn đẹp nhá. Sườn không cấn móp gì. Mã 12. Cao tần áp suất các bạn. Đó, áp suất bi. Giòn thì nó rất là đẹp rồi. Con này bọn này thì em bao xì cho các bác. Đó, em đã test mọi chức năng hoạt động rất là tốt. Bao xì hơi, bao chứa cơm. Đó, bao xì hơi cho các bác với những dòng này. Thực ra để mà cân được xoang giòn của những cái dòng áp suất như này nó cả là một vấn đề các bạn. Đấy, cả một vấn đề mà để bao xì cho các bác chứ không hề đơn giản. Rồi, mã số 12 em bán giá 1.3 triệu nhé. 12 giá 1.3 triệu này. Mã số 14 này, lên cho các bác một chiếc Panasonic đời cao. Mã số 14, các bác sẽ thấy rằng chiếc này nó dạng là màu tím than nhé. Đó, màu rất là lạ, đời 2018. Đó, dòng này nó cải tiến từ một cái dòng Panavac. Đây, nó sẽ cải tiến từ cái dòng Panavac như này. Các bác nhìn này. Nó nhìn nó cũng chẳng khác gì nhau đâu. Đó, mọi chức năng chế độ tương tự nhau. Lòng con này nó bóng loáng các bác, từ ngoài vào trong bọc đồng rất là đẹp. Ui dồi ôi, con này son tuyệt vời luôn. Các bác nào nhanh tay chốt cho em chiếc này nhá. Đó, các bác nào mà bỏ quên chiếc này thì quả thật sự nó là đáng tiếc rất là lớn này. Chiếc này nó rất là đẹp, rất là đẹp luôn đấy. Hiếm khi mà có được những chiếc lồi mà
nó đẹp từ gioăng xoang xong rồi về đến ngoại hình nữa thì phải nói rằng là nó ít lắm các bạn. Thực tế là trong quá trình đi lấy hàng ấy thì cái lượng hàng xấu móc nó nhiều lắm. Gioăng xoang thì nó lại phụ thuộc vào bên chủ sử dụng trước đó, người ta sử dụng ít hay nhiều, có giữ gì hay không. Còn về ngoại hình thì nó phụ thuộc vào bên vận chuyển đó. Chiếc mã số 14 này em bán giá 1,2 triệu nhé, 1,2 triệu, một cái giá cho các bác gọi là rất là hợp lý. Đây đây, mã số 13, xin lỗi các bác, đây em sẽ hơi nhầm lẫn một chút. Chiếc này mã số 13 nhé, mã số 13 rồi, mã số 13 giá 1,2 triệu nhé. Mã số 14 này, đây đây mới là mã số 14 ạ. 14 là một chiếc Panasonic và dài nhé. À đây, Panavac, xin lỗi các bác, chiếc này là Panavac. Chiếc này thì nó cũng chẳng khác gì chiếc kia ạ, nó quá là tuyệt vời luôn. Con kia 9 thì con này nó cũng phải là trên tầm 9,1, 9,2. Nòng nó rất là đẹp, cả ngoại hình vậy, toàn bộ xoang bọc đồng rất là đẹp, ngoại hình không cấn móc điệu, một kiểu dáng màu sắc màu bạc. Chiếc này đời 2014 nhá, đó nó đẹp tương tự nhau đời 2014, để cho các bác với giá đó là 950.000, giá cực kỳ là ưu đãi, nồi cao tần 1 lít. Ở đây đây cho các bác một chiếc mai rùa đây. Đó, ngoại hình con này đẹp. Rồi nồi mai rùa thì em giới thiệu rất là nhiều rồi. Đó, áp suất bi rất là lớn. Đây, giò của nó thì gọi là mới 99%. Giò 99% siêu lướt. Lòng xoang xoang ngoài thì tuyệt vời, siêu đẹp. Xoang con này thì không có một cái điểm gì để chê đấy. Lòng nó xuất sắc luôn, nồi 1 lít nha các bác nhá, nồi 1 lít. Sản xuất 2020, cao tần áp suất. Con này rất là đẹp. Đó, ngoại hình ok. Đây vào phần chỉnh giờ. Menu đây nhé. Đây phần chỉnh giờ các bạn. Đó. Hộp cơm nó sẽ thiết kế luôn ở cái phím tắt này nhé. Đây menu đây. Đó, cái phím hâm cơm này các bác ấn tắt hoặc là bấm một lần nữa là chính là về chế độ hâm. Đó, chế độ ủ cơm nguội. Kích nóng. Rồi ok. Mã số 15 nhá. 15, bán cho các bác với giá đoạn 2,2 triệu này. 2,2 triệu. Mã số 16 này. 16 đó là một chiếc Panasonic. Nắp hơi tròn, dòng này là hai bức lấu nhé, Panasonic hai bức lấu, cao tần hai bức lấu, ngoại hình đẹp, đó ngoại hình không cấn móp gì, toàn bộ là hàng tuyển, ui giời ơi, viền ni lông này các bạn này, con này viền ni lông đẹp lắm, xong ngoài cũng được bọc lốc luôn này, lòng quá đẹp luôn đi, lòng con này ok cực kỳ ok các bạn, đó. Lại được cái lớp gioăng này nữa thì tuyệt vời rồi, gọi là 9,5 điểm rồi. Nồi cao tần 1 lít các bạn, hai bức lấu, rồi hâm cơm đi nhá. Mã số 16 em bán giá 900.000 nhá, 900.000. Mã số 17 ạ. 17 đó là một chiếc Panasonic vuông màu trắng, rất là đẹp. Màu trắng rất là đẹp đây các bác ơi. Màu này cực kỳ là nổi. Và cái thứ hai, cái dòng Panasonic vuông này thì nó thiết kế nhỏ gọn, rất là tuyệt vời. Đây, gioăng này nó mới tinh. Đó. Gioăng này nó mới khoảng tầm 99%. Nhưng gioăng này lòng xoang vậy. Xoang đẹp các bác nhé. So đẹp. Đó. Ngoài này không ảnh hưởng gì các bác nhé.
không đáng kể. Quan trọng là bên trong này, quan trọng là cái phần mình để cơm đây này, đó, phần mình để cơm ấy, đó, nó không có bị chảy chóc, không bị xước xát gì là được. Rồi, ok, 56 phút nhá, hâm cơm này, hâm cơm lúc này, đó, đèn đỏ đã sáng. Rồi, mã số 17 bán giá 950.000 nhá. 950.000. Lên cho các bác một chiếc Toshiba. Đấy. Lên cho các bác từ lẫy rồi bây giờ mới nhìn nó. Mã số 18 ạ, một chiếc Toshiba cao tần áp suất hút chân không 1 lít. Mã số 18. Đó, ngoại hình con này thì không có cấn móp gì nhá các bác nhá. Không cấn móp. Đó, mặt trên nó chỉ bị một cái góc này thôi này. Cái mặt nhựa của nó, cái mặt phủ meca của nó hơi cộm bao một tí, không đáng kể các bạn. Còn đồ đem đã test ok, bao xỉ hơi bao chín cơm. Do con này thì nói chung là nó khoảng tầm do này thì nó khoảng tầm như mới rồi, 97-98%. Đó, 97-98% đối với cái do này. Có nhìn nó xanh, xanh từ trong xanh ra. Rất hiếm khi kiếm được một cái do nó còn đẹp như vậy. So với một vài cái xước đây nha, không đáng kể cho anh nha, so đẹp nha. Rồi 70 phút này, 70 phút này là lỗ cơm cháy nhá, 70 phút lỗ cơm cháy này có hút chân không này, đèn hút chân không hoạt động đây. Rồi mã số 18 bán cho các bác với giá đó là 2.3 nhá, 2.300.000 đồng. Mã số 19. Mã số 19 này. 19 đó là một chiếc lồi Yoshi cao tần áp suất. Đó, ngoại hình đẹp, mặt trên có một vài vết xước nho nhỏ không đáng kể các bạn. Quan trọng lồng xoang doang đẹp ok. Đây, cao tần áp suất nhé. Đó, giòn rất là đẹp luôn đấy, giòn sờ cực kỳ là mềm, bao xì hơi, bao chín cơm. Đó, lòng con này xuất sắc không, lòng xuất sắc nha các bác nha. Lòng nào sẽ ghép vào lồi đấy, dường như rất khó mà để đổi sang nhau, tại vì nó còn liên quan vấn đề, nếu đối với lồi áp suất này liên quan vấn đề là xì hơi nữa, nếu mà đảo sang nhau sẽ bị mất áp suất, nên bọn em đã phải cân rất là kỹ nữa rồi. Thế là mã số 19 em bán giá 1.3 nhé. 19 giá 1.3. Mã số 20. 20 là một chiếc Panasonic van dài phun sương mổ bùa màu đỏ Date 2017. Đó, ngoại hình đẹp. Doang con này thì rất là đẹp rồi. Toàn bộ em đã tuyển chọn doang thì cực kỳ là kỹ lưỡng, cho nên các bác yên tâm về chất lượng doang xoang. Còn khi các bác nhận lồi thì các bác cứ sử dụng như bình thường thôi. Đó, mình không có vấn đề gì mình phải lo lắng cả. Toàn bộ là trong quá trình bán hàng cho các bác thì em có bảo hành, nên các bác yên tâm. Bao chín cơm một tuần mà, cứ không sợ em đổi, không vấn đề gì cả. Các bác cứ nhận hàng, các bác test sử dụng thôi. Xoang rất là đẹp nhé. Con này son nó khoảng tầm 99%. Son này 99%. Đó, ngoại hình thì của nó cũng rất là đẹp rồi. Con này mã số 20 nhé, 20. Có chế độ lỗ cơm cháy 20 để cho các bác với giá đó là 1.200.000 đồng nhé. 1.200.000 đồng. Mã số 21. Mã số 21 đó là một chiếc Panasonic vuông. Đó, mặt trên của nó cũng rất là đẹp, xung quanh của nó là dạng màu lông cà phê. Xuất sắc, con này xuất sắc ạ. Viền ly lốc giòn thì siêu mới rồi. Giòn thì siêu mới rồi. Có được phủ một lớp chống dính nhá, rất là đẹp các bạn nhìn. Thường dòng này giữ được cái mặt chống dính này khá là khó đấy. Đó, nhiều cái nó còn chảy chóc cơ. Đó, đằng sau này. Đằng sau đẹp nhá. Đằng trước cũng đẹp. Rồi, đằng trước là trong lòng cũng rất là xuất sắc luôn.
và đặc biệt cái gioăng à, cái son của cái dòng này à, nó được cái là nó dày, khá là dày, rất là dày luôn đấy. Mọi tính năng hoạt động rất là tốt. Hầm cơm này. Rồi mã số 21, 21 chiếc này bán giá 1.150.000 nhá. Mã số 21 này giá 1.150.000. Mã số 22 đó là một chiếc Zodio C cao tầm. Đó, mặt trên con này quá đẹp không? Không có điểm để chê đâu. Ngoại hình sườn cũng đẹp nhá. Đó. Số giòn quá mới. Giòn này thì cực kỳ là đẹp rồi. Giòn dòng Zodio C cao tầm ấy. Thường thường đến khoảng tầm đến 99% là giòn đẹp. Đó, lòng đẹp. Lòng hiếm khi mà kiếm một con là lòng đẹp như này. Đó. Nó chỉ có một vài vết xước của muôi thôi. Đó, trong quá trình sử dụng các bác biết đấy, muôi mà lấy cơm thì ít nhiều sẽ có vết xước rồi. Đó, ngoại hình rất là bóng bẩy và đẹp. Con này nói chung là lòng có một vài vết xước của muôi nhá. Giá cho các bác với giá hoạt mí đây. Mã số là 22 này. Giá 800.000 thôi. 800.000. Bác nào mà chuyển khoản hết nữa thì em lại bao ship. Rồi, tiếp tục lên một chiếc Tiger Tac Cup nhá. Tiger Tac Cup này. Tiger Tac Cup đời 2016. Đó, ngoại hình của này rất là đẹp. Màu màu vân gỗ các bạn, màu vân gỗ ạ. Tiger Tac Cup có chế độ nấu cơm cháy. Giòn đẹp. Này thường ít khi thấy giòn xấu các bạn, ít khi mà thấy giòn thơm yếm. Đây, lòng rất là đẹp. Dòng Tiger ấy, từ từ thiết kế nó có hai bên tay cầm bằng nhựa này, chống nóng rất là tốt. Rồi, đã vào chế độ nấu nhé. Đó, đã vào chế độ nấu rồi. Hầm cơm này. Hầm cơm bên này các bạn. Bên này là hẹn giờ. Hầm cơm đây. Có lúc nấu cơm cháy riêng. Rồi, mã này là mã 23. 23 em bán giá 1.3 nhé. 23 giá 1.3. Tiếp tục một mã 24. Đó là mã lồi cao tầng 24 này. Là một chiếc lồi Zodio C cao tầng. Chiếc này rất là đẹp. Date 2019. Rất là cao. Gần về đây thôi. Bác nào thích date cao chọn em chiếc này nha. Đó, giòn thì rất là mới rồi. 2019 mà. Đây. Xoàng rất là đẹp nha. Mã số 24. Mã số 24 em bán giá 1.1 triệu nhá. Mã số 22. À mà 25. 25. 25 là một chiếc Panasonic vuông. Chiếc này là đời 2019 này. Đó, một cái mẫu cải tiến mới. Như chỉ gần về đây thì mới gặp những cái mẫu này thôi các bạn. Giòn của này quá đẹp. Xoa ngoài cũng được là tráng gương nhá. Xoa ngoài tráng gương. Đó, xoa ngoài tráng gương. Lòng đẹp nha các bạn nhá. Lòng đẹp chất lồi lèm 1 lít. Dòng cải tiến đời mới. Thiết kế rất là đẹp. Menu chuyển ngay bên trên này nhé. Nấu luôn ở trên đây. Đó. Trên đây nó sẽ có thiết kế 1, 2, 3, 4, 5. 5 phím to và 2 phím mũi tên di chuyển. Menu. Mã 25 em bán giá 1.3 triệu. Hai mươi sáu đó là một chiếc Zodio C cao tần áp suất. Đó, con này ngoại hình đẹp, không cấn móc này, không cấn móc nhé.
cao tầm Nam Xuân, thường thường rất là lạ. Áo suất bi do đẹp bao xì nhá, đó tép nên là nó vẫn còn nước đấy. Thường thường những lồi này em tép phải 2-3 lần chứ không phải một lần. Lòng xoong đẹp các bạn. Mã này mã 26 nhé. 26 này. 26 em bán giá 1.250.000 nhé. Con này xoong xoong rất là đẹp đấy. Bao xỉ bao chữ cơ. 27. 27 đó là một chiếc Panasonic vác đời cao. Rồi, chiếc này sản xuất 2018. Cũng lại một chiếc 2018 rất là mới và đẹp. Rồi bắt đầu nhanh tay chốt em chiếc này nhé. Đối với chiếc này thì không còn điểm gì để chê đâu. Nó gọi là tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn này. Xoang này. Các bạn nhìn, xoang mấy khi gặp được chiếc nào mà xoang nó đẹp này. Từ trong ra ngoài nhé, nằm không hề một vết chấm xước, cam kết với các bác luôn đấy ạ. Đã vào chế độ lốp 27 ạ, chiếc này mã 27 nhé. 27 bán giá 1.050.000 nhá. Đó, con này ngoại hình rất là đẹp. 27 này giá 1.050.000. Hầm cơm bên đây. Đó. Dòng Panasonic này thiết kế rất là hay, là các bác sẽ thấy rằng là tắp này, lỗ cơm, hâm cơm nó nằm thiết kế hết một bên này nên là rất dễ sử dụng đối với tất cả mọi người, không riêng gì ai. Đó. Nhiều bác là lo sợ là ví dụ như là gia đình nhà mình nhiều người là khó sử dụng được với những chiếc lồi này, nhưng mà không, rất là đơn giản thôi. Mã số 28. 28 đó là một chiếc Zoyoshi cao tần áp suất. Rồi, đây, áp suất bi. Giòn của nó thì quá đẹp rồi. Giòn rất là xanh và mới nhé. Những chiếc này thì các bác không phải suy nghĩ rồi. Các bác mà cứ cảm thấy một cái màu sắc của một chiếc lồi nào đó trong những số mã mà em lên trong đây, trong video ngày hôm nay, hay là một cái kiểu dáng, các bác thích kiểu dáng mẫu mã nào thì các bác chọn thôi. Còn đó hàng tất cả là em bao chín cơm, cũng như là test mọi chiếc nào hoạt động tốt rồi. Đó, có vấn đề thì em bảo hành các bác, nên các bác yên tâm sử dụng. Mã số 28. 28 giá 1.300.000 nhé. Hai mươi chín là một chiếc Zoyoshi cao tần. Rồi, cao tần đẹp đến mấy thì sẽ bao giờ nó cũng giá nó cũng sẽ giảm áp suất một chút. Gioăng rất là đẹp. Lòng son đẹp các bạn. Đó, lòng con này thì tuyệt vời rồi. Long lanh luôn. Son Zoyoshi thì hầu như là cái nhìn chung là về cái kích thước hay là về cái độ dày của nó đều tương đương như nhau, nó không có khác nhau là nhiều đâu. Thì trừ sang dòng VIP tách đường thì nó sẽ khác. Mã số 29. Em bán giá 1.050.000 nhá. 29 này, 1.050.000. Lồi 1 lít rất là đẹp. Rồi. Đó là một chiếc Mitsu. Cái Mitsu này ấy, nó là xếp vào dòng VIP các bạn, không phải là dòng thường đâu. Dòng VIP Mitsu Cup Rack. Ngoại hình của nhựa màu đỏ rất là đẹp. Dòng này thì lốp cơm thì rất là ngon. Em khẳng định là rất là ngon ấy, chứ không phải là trung bình đâu các bạn. Đó, giòn đẹp nhé. Rồi. Con này xong có chấm. Giá thanh lý 500. Tại vì em nhập thường thường, nếu mà con này nó vào trong cái hàng của em thì nó không có giá 500 đâu các bạn. Giá này giá là giá bán lỗ rồi. Mọi chức năng hoạt động tốt nha. Mã số 30. 30 này giá 500.000.
cái mã cuối cùng, mã 31, đó là một chiếc Tiger Tacoum 31 đời 2017. Đó, con này rất là đẹp. Đời 2017 nhé, chiếc này xuất sắc, ngoại hình ok. Đó, gioăng thì rất là đẹp. Toàn bộ là hàng em chọn lựa từ chiếc chiếc một đấy. Lòng đẹp nha các bác nhá, lòng đẹp. Đời 2017. Lòng đẹp, có một vài vết xước còn nguyên, không đáng kể. Đó. Chiếc này mã cuối cùng của video ngày hôm nay. Qua chế độ nấu cơm cháy riêng nhé. Đây, các bác sẽ nấu ở chế độ gạo trắng. Đó là nấu cơm thường. Rồi, nhấn nút cơm cháy này. Đó, cơm cháy hiện đây. Sau đó mình nhấn nút nấu, xong ok. Mã này là mã 31. 31 thì cái mã cuối cùng video của ngày hôm nay. Thì mã này em bán cho bác với giá nó là 1 triệu đồng nhé. 1 triệu đồng. Đó, ngoại hình tương đối ok rồi. Thì trong video ngày hôm nay thì em đã giới thiệu đến tất cả các bác thì rất là nhiều các mã lồi đẹp khác nhau. Thì chỉ có duy nhất một mã số 1, đó là lồi 1.8 lít. Thì bác đã ưng mã nào thì liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0987807038 và 0344586794. Em ở Kim Thành Hải Dương. Thì trong quá trình làm hàng thì hàng hóa nó về hơi muộn và lên video hơi muộn cho các bác, nên mong các bác thông cảm nhé. Rất vui nếu mà các bác vẫn tiếp tục mà theo dõi ủng hộ kênh và hãy bấm đăng ký và chia sẻ kênh, chia sẻ video nếu mà các bác yêu thích nhé. Xin chào và cảm ơn tất cả các bác.